Lan Quả TV xin kính chào các cô chú anh chị yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hôm nay em có hai cái đơn này từ hứa từ hôm qua để chia cho các cô chú anh chị, nhưng mà có các anh khách quen của em đã từng mua bên em thì đặt hết rồi, cho nên là rất là xin lỗi các cô chú anh chị. Thì mai hoặc ngày kia em sẽ lên một cái đơn khác sau. Đấy, nói chung là tìm cái dòng này thì đây bây giờ em sẽ chia sẻ. Thì cái này đúng là làm dâu trăm họ đấy ạ. Có người nói cái này đắt thì nếu mà em quay hai cái này lên thì các cô chú anh chị kiểu gì cũng lại không chê đắt nữa mà lại khéo lại chê là xấu chẳng hạn. Đấy, thì thực chất là nó chưa có mắt. Đấy. Thì nói chung là hàng giống. Bây giờ thì em cũng chia sẻ thật với cô chú anh chị là ai mua của em cũng đều hỏi là các cô chú anh chị có tự tin để chăm không. Đấy, em thì cũng muốn bán cho các cô chú anh chị là cũng muốn người người mua là trồng nó sống nó tốt thì ai cũng muốn như vậy cả, chứ không phải là bán vì 50 100 để mà mất tình cảm, mất cái giá trị, cái uy tín của cái người bán đi. Đấy, cái đấy là em chia sẻ thật như vậy. Thì nói chung mỗi người một ý, nói chung là rất là khó để chiều lòng hết tất cả mọi người, nhưng mà em sẽ cố gắng làm sao để phục vụ các cô chú anh chị một cách tốt nhất ạ. Đấy, thì em chia sẻ với các cô chú anh chị là cái dòng hàng này thì cô chú anh chị tự tin trồng làm sao mà. Chứ em cũng điều đầu tiên em chia là cũng đều phải hỏi là các cô chú anh chị đã trồng có kinh nghiệm chưa, chứ em cũng không dám chia cho những hôm trước cũng có hôm qua cũng có một bác hỏi đấy, là bác cũng mới trồng mới tập trồng cho nên là em cũng không dám bán. Thế là bác ấy cũng đồng ý là thôi để sau có cây nó khỏe nó ấm chậu chẳng hạn thì nhờ em chăm hộ nữa. Thế như cái chậu này chẳng hạn đấy thì anh cùng quê em thôi, anh ấy báo là đi làm chưa về được, em hôm đấy em say em quên mất em lại gửi sớm, thế là anh không nhận được. Thế là cây sau 7 ngày hoàn về đây, cây của em rất khỏe đấy, 7 ngày hoàn về nó héo, em vẫn trồng rất là tốt đấy. Thì đây là ngoài lề một chút thì thôi, thì em cũng tâm sự một chút về cái cây này thì bây giờ em sẽ lên những cái đơn khác sau nhé. Hôm nay thì em cũng khá là thất vọng về cái việc mình mới mới nhận ra, mình hơi bỡ ngỡ về cái việc thị trường cây lan, mà đặc biệt là cây địa. Mình hơi bỡ ngỡ về thị trường vì thực chất em chia giống hay là em đi giao lưu em sưu tầm giống em đều rất là mở lòng. Đấy, đôi khi cái sự mở lòng của em nó lại là một cái thiệt đối với em. Tuy nhiên thì em vẫn giữ vững quan điểm là mục tiêu kênh của em là em sẽ gắn bó lâu dài cùng kênh và cùng các cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi em. Mục đích của em là chia sẻ thật thà và nói chung là tối gọi là gì nhỉ, ấy hết mức có thể từ giá đến đến cái việc sưu tầm đấy, hỗ trợ tối đa các mức có thể. Đấy, ví dụ như cái cây này là dẹp này, nó bị dẹp một chút thì em nói là dẹp. Còn về phần đi sưu tầm giống thì chia sẻ thật là em cũng khá là bất ngờ vì cái việc thị trường, cái thương trường là chiến trường, em khá là bất ngờ. Tuy nhiên để tìm được những người bạn trong địa lan thì em vẫn đang trong cái quá trình để tìm kiếm cũng như kết nối thêm. Đấy, thì không phải ai cũng hợp ai, cho nên là đôi khi hôm nay em cũng nhận ra một số điều. Đấy, thì trong buôn bán làm ăn thì cũng có cô chú anh chị động viên là trong buôn bán làm ăn thì kiểu gì cũng có ghen tị, ghen ăn tự ở, hoặc là cái đấy thì em cũng cảm thấy nó cũng đúng một phần. Cũng đúng. Đấy, tuy nhiên thì em bây giờ cũng dạo gần đây em mới chia sẻ giống rộng rãi tới mọi người thôi. Em chơi thì không lâu cũng không mới. Tuy nhiên thì dạo gần đây mới chia sẻ thì cũng với biết tới với hơi bỡ ngỡ về cái mặt gọi là mặt trái của cái thú chơi này. Đấy, đôi khi nhiều người cũng không phải là quân tử nên là mình lắm cái mình cũng cảm thấy mình thật thà quá nó cũng hơi thiệt, nhưng mà em cũng nghĩ là trong đầu thì vẫn luôn nghĩ là có thể là mình thiệt cái này nhưng mình ông trời sẽ cho mình cái khác. Đấy, thì nghe hàng hàng nói chung là hàng em chia ra thì hàng có như nào em nói như vậy, và cái cách trồng, cái cách sưu tầm của các cô chú anh chị nào như nào thì em cũng sẽ nói như vậy. Ví dụ cô chú anh chị mới chơi mà hôm trước đây này, ví dụ lấy như cái thân này thì em cũng cũng phải báo trước
Đấy. Thì hôm trước cũng có, hôm qua cũng có chú hỏi Chiều Châu Tố Hà, bảo chú mới chơi, thế bảo thôi thế chú đừng lấy nữa. Nhưng mà Chiều Châu Tố Hà thì em cũng mới chia hết rồi đấy. Thì cũng cô chú anh chị nào mà tự tin chăm, tự tin trồng vào cái mùa này thì em mới chia thôi. Cái đấy là em cứ chia sẻ thẳng thắn như vậy. Còn nói chung là nếu mà chia kiểu của em thì khá là nhiều người buôn, hoặc là nhiều người chia giống cũng theo em cũng không 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 thích kiểu như vậy. Nhưng mà thôi, em cứ sống đúng với bản chất mình thôi, ai thích thích ai ghét thì cũng phải chịu thôi, chứ cũng không biết làm gì nữa cả, rất là khó trong cái khoản này. Thế thì hôm nay lên tâm sự như vậy thì tâm sự qua thôi, chứ em cũng dạo gần đây em cũng đi làm khá là nhiều và tranh thủ chia giống, thì đây hôm nay đang ốm cảm cúm đấy, thì xem cũng không biết là tặng cái gì nữa đây, để em xem. Tặng thôi để lần sau em xong cái video hương cát cát giống cũ với giống mới này, để em tặng cái hương cát cát giống mới nhá. Đấy. Để xem còn tặng cái gì đâu nhỉ. Rồi, à thôi để video sau em tặng này. Bây giờ thì thôi em xin tạm dừng video ở đây đã. Đấy. Rồi. Rất là cảm ơn cô chú anh chị đã ngồi lắng nghe em tâm sự đôi điều. Thì video sau em sẽ tặng một cái gì đấy nhá. Thì em thông báo với các cô chú anh chị sau. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ở những video lần sau.